Hi student, now we continue unit 10, you are sleeping, lesson 2, grammar. Now take out your book and open your book page 69. Part 1. You listen to the story and repeat and add. Now, let's watch a movie. We're watching our wedding. Can we watch too? Okay. Look, the band is playing music. And I'm dancing with Dad. What's he doing? He's eating the wedding cake. Look at Grandma and Grandpa. They're talking. Look, it's you, Millie. Oh, I'm so little. And now I'm 10. Everyone is singing and talking. And you're sleeping. Now can you read again? Yes. Now we move to part 2. Listen and stay. Now you look at the pictures and the sentences. There are 4 pictures and 4 questions and answer. So you listen and stay. Listening 107. Listen and say. What are you doing? I'm dancing with Dad. What are you doing? We're watching our wedding. What's he doing? He's eating the cake. What are you doing? What are they doing? Dancing with Dad. They're talking. 2. What are you doing? We are watching our wedding. 3. What's he doing? He's eating the cake. 4. What are they doing? They are talking. Ở khúc này chúng ta sẽ bị rối chỗ này là chúng ta cũng một câu hỏi là what are you doing? Một phần câu hỏi là what are you doing mà câu trả lời là I am. Ở đây cũng vậy, what are you doing mà câu trả lời ở đây là we are. Thì chúng ta nhìn ở đây, chúng ta nhìn vào bức tranh số 1 này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta ở đây chỉ hỏi một người thôi. Là người A hỏi người B. Đó tức là mình hỏi bạn mình đó. Bạn đang làm gì? Thì người còn lại trả lời là tôi đang làm. Ví dụ vậy. Còn bên đây là chúng ta nhìn cho hôm nay thấy hai người không? Thì chúng ta hỏi là gì? Ở hình số 1 có nghĩa là bạn. Thì hình số 2 có nghĩa là các bạn. Câu hỏi là gì? What are you doing? Các bạn đang làm gì? Thì ở đây khi mà hỏi các bạn, cái từ you này có nghĩa là các bạn đây, thì chúng ta sẽ trả lời là we are, tức là chúng tôi. Đúng không? Chúng tôi đang xem. Được chưa? Bên đây cũng vậy. Thì nào he là một người, chúng ta hỏi về một người thôi. Còn ở đây là they are, thì ta là nói về hai người trả lời. Reading, playing music, dancing, talking. Chúng ta vận dụng những cái từ vựng người ta cho sẵn trong cái khung này. Chúng ta kết hợp với hình 1, 2, 3 and 4. Hình 1, 2, 3 và 4. Thầy thầy có làm mẫu cho chúng ta. Chúng ta hãy luyện tập nhìn hình và nói. Ví dụ, hình số 1. What's she doing? She reading. Reading. 2. What are they doing? They are playing music. 3. What's she doing? She's dancing. 4. What are they doing? They are talking.
Now you have 1 minute to look at the picture and you read the question and answer. Do you finish? Now, let's move to part 4. Part 4, look the picture again and circle the words. You see the pictures again and you read the sentences and you circle. There are 4 sentences. Example 1. The girl had a cake. No, the girl has an invitation. She holding an invitation to finish the sentence. Do you finish? Number 2. Look at number 2. Listen to the band. The band, they are playing music. 3. Look at the bride. She's wearing a white dress. Number 4. Look at the guest. Yes, they are talking. And now you write it by yourself. Ở phần này chúng ta nhìn vào bạn nhỏ này. Ở phần này chúng ta sẽ tự luyện tập. Chúng ta nói về ai đó đang làm gì hoặc mình đang làm gì. Mình sẽ dùng cái từ là ví dụ như mình đang nói về mình. Nên là I am eating, I am reading, I am laying, I am wearing, I am talking, vân vân. Thì chúng ta sẽ luyện tập về mình thì mình dùng I am. Ví dụ một người nào đó, con trai thì người ta dùng là he's, anh ta đang làm gì. Hoặc cô nói về con gái là she's đang làm gì. Chúng ta sẽ dùng với một cái động từ chúng ta thêm in vô nhé. Chúng ta có 1 phút để chúng ta tự luyện tập. 1 minute. Now it's time to do your workbook. You take out your workbook and open it page 69. Part 1. Look at the picture. Order the question and write the answer. You look at the picture carefully. Then you order the question and you write the answer. Example 1. You see they dancing are question marked and you order are they dancing? Look at it. Are they dancing? Yes, they are. Number 2, 3, 4, and 5. You have 2 minutes to finish the sentences.
Did you finish? Now let's take a check with me. Number two. Is she singing? No, she isn't. Number three. Is he eating? No, he isn't. Number four. Is she sleeping? Yes, she is. Number five. Are they eating? No, they aren't. And now, you point your finger and say, there are five sentences. Example, number one, they are dancing. They are dancing. Two, you see, number two here, the baby is sleeping. The baby is sleeping. Number three, she's eating. Number four, he's drinking. Number five, they are talking. The lesson is finished today. See you later. Have fun today. Thank you.